Ngày 15 tháng 12 năm 2021, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Bình đã làm lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm thường lợi dụng việc đi lại và lưu thông hàng hóa vào các dịp lễ Tết Nguyên đán để gia tăng hoạt động, đặc biệt là các loại tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tín dụng đen và nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Chính vì vậy, Công an quận Tân Bình đã đề ra các mục tiêu nhằm trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo kế hoạch, Công an quận Tân Bình sẽ chủ động nắm tình hình để xác định, dự báo những tình huống để có phương án giải quyết, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt, các lực lượng sẽ phối hợp để tuần tra xử lý tình hình từ đầu, từ sớm và từ xa, không để những tình huống phức tạp diễn ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an quận còn phân công lực lượng bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện dấu hiệu phạm tội và có biện pháp hỗ trợ người dân kịp thời trong trường hợp khó khăn. Ngoài ra, trên cơ sở thực tiễn từng địa bàn, Công an quận sẽ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác cho người dân. Với những cái mục tiêu và những cái nhiệm vụ được xác định và triển khai một cách cụ thể như vậy, thì toàn lực lượng Công an quận Tân Bình sẽ quyết tâm trong cái thực hiện để đem lại cái sự bình yên cho người dân trên địa bàn quận và góp phần vào cái thắng lợi trong cái đợt ra quân này của Công an thành phố. Theo báo cáo của Công an quận Tân Bình, trong năm 2021, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Số vụ vi phạm hình sự giảm 7%, trong đó án giết người giảm 50%, án cướp giật giảm 15% so với năm 2020. Nhiều vụ trộm tài sản được truy xét, khám phá nhanh chóng trong vòng 12 giờ. Cũng trong ngày 15 tháng 12, tại trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã diễn ra tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại buổi lễ này, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được thực hiện từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2022. Lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị vận dụng linh hoạt những kết quả đã đạt được của chiến lược lấy xã phường làm pháo đài, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua để chuyển qua trọng tâm lấy xã phường làm pháo đài trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả.